Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Má Vạch. Thì ngày hôm nay Việt giới thiệu với mọi người một dòng sản phẩm máy quét 1D có dây LS 1203 của hãng Supra. Thì dòng máy quét này là có đặc điểm là nhỏ gọn, phù hợp với các nhu cầu như là thanh toán tiền hoặc là các siêu thị tiện lợi. Sau đây thì Việt sẽ cùng mọi người mở hộp sản phẩm nhé. Sau đây Việt sẽ tiến hành mở hộp sản phẩm LS 1203. Chúng ta sẽ lấy hết tất cả phụ kiện và máy ha. Rồi, chúng ta sẽ đi chi tiết từng món. Đầu tiên chúng ta có dây cáp kết nối. Kế đến là đế của sản phẩm. Rồi, thứ ba là máy quét. Sau đây Việt sẽ tiến hành ráp cái đế của máy quét này. Sau đây Việt sẽ tiến hành test thử chức năng máy quét của chiếc máy quét LS1203. Chiếc máy quét này chỉ quét được mã vạch 1D ha, thì Việt đã có bản mã sẵn 1D ở đây. Và đối với một chức năng nữa đó là chúng ta có thể để lên đây, nhưng mà trước khi là như vậy thì chúng ta cần kích hoạt cái tính năng mà chúng ta có thể gác máy lên để quét ha. Sau khi kích hoạt thì chúng ta sẽ thấy được cái tia laser như thế này trên top, chúng ta chỉ đưa vào quét thôi. Như vậy là chúng ta đã demo thành công cái chức năng quét mã vạch 1D của máy quét LS1203. Mình kết thúc demo ở đây. Như vậy là vừa rồi Việt đã demo chiếc máy quét mã vạch LS1203. Đây là một chiếc máy quét mã vạch nhỏ gọn 1D, phù hợp với các nhu cầu cửa hàng và sự tiện lợi. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc là có nhu cầu muốn mua máy thì hãy liên hệ qua số hotline 1900 3438 hoặc truy cập vào các đường link ở bên dưới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Cảm ơn.